Xin chào các con. Buổi học hôm trước thì cô Mai Quỳnh đã cùng hướng dẫn chúng mình các phép toán với số đo thời gian và cụ thể là phép cộng và phép trừ. Ở buổi học hôm nay thì cô sẽ cùng với chúng ta đi tìm hiểu về phép nhân và phép chia số đo thời gian. Đầu tiên thì cô trò nhà mình sẽ cùng nhau đi vào việc nhân một số đo thời gian với một số. Các bước thực hiện của nó sẽ được cô tóm tắt lại. Ở bước số 1 đó là chúng ta sẽ thực hiện phép nhân với từng phần của đơn vị đo thời gian. Ví dụ chúng ta lấy giờ nhân với số thừa số còn lại, đúng không ạ? Rồi lấy phút nhân với thừa số còn lại. Sau đó thì chúng mình sẽ thực hiện đổi đơn vị nếu cần thiết. Ví dụ ở đây cô có 3 nhân với 2 giờ 20 phút thì việc thực hiện của cô sẽ được làm như sau. Cô sẽ lấy 3 nhân với từng phần trong cái đơn vị đo thời gian. Tức là lấy 3 nhân 2 thì được 6 giờ. Lấy 3 nhân 20 thì được 60 phút. Vậy là chúng ta xong bước thứ nhất, đó là nhân số đo với từng phần. Đúng không? Rồi. Sau đó, ở bước số 2 sẽ đổi đơn vị nếu cần. Khi nào thì chúng ta sẽ đổi đơn vị và khi nào không? Các bạn để ý cho cô rằng cái 60 phút này á là chúng mình có thể đổi được nó sang phần giờ, đúng không ạ? Bởi vì 60 phút thì bằng 1 giờ. Như vậy thì với bước này chúng ta sẽ cần đổi đơn vị, tức là bằng 6 cộng 1 bằng 7 giờ. Còn với những cái phép toán mà chúng ta ra phần này nhỏ hơn 60 thì chúng ta sẽ không cần đổi. Ở ví dụ số 2 của cô thực hiện như sau. Cô có 4 nhân 1 giờ 12 phút. Ở bước thứ nhất chúng ta sẽ lấy 4 nhân 1 bằng 4 giờ. Lấy 4 nhân 12 phút thì bằng 48 phút. Và trong ví dụ này thì sao ạ? 48 phút nó nhỏ hơn 60 phút. Nên 48 phút chúng ta không đổi sang đơn vị giờ, mà chúng ta sẽ giữ nguyên là 4 giờ 48 phút. Còn sau này, trong những bài toán mà các con gặp, thì có thể việc 4 giờ 48 phút chúng ta sẽ đổi ra số thập phân hoặc phân số tương ứng để làm sao cho tính toán có thể được dễ dàng nhất. Phần tiếp theo đó là chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện phép chia số đo thời gian cho một số. Khi đó mình sẽ chia như thế nào? Thì nhìn vào đây cô sẽ tóm tắt cho chúng mình qua hai bước. Bước thứ nhất đó là chúng ta sẽ thực hiện chia từng phần đơn vị của số đo thời gian với số đó. Đúng không ạ? Sau đó thì chúng mình sẽ đổi đơn vị nếu cần. Hoặc trong quá trình chia nếu cần thiết chúng ta cũng sẽ phải đổi đơn vị. Ví dụ của cô như sau, cô có 42 phút và 30 giây. Cô thực hiện phép chia này cho 3. Thì ở bước 1 cô đã hướng dẫn sao nhỉ? Chúng ta sẽ lấy từng phần. Phần thứ nhất là phần phút ạ. Phần thứ hai là phần giây. Chúng mình lấy phần phút chia cho 3. Lấy phần giây chia cho 3. Chúng ta sẽ được như sau. 42 chia 3. Thì 4 chia 3 được 1. Và 12 chia 3 được 4. Như vậy 42 mà chia cho 3. Thì chúng ta sẽ có bao nhiêu đây ạ? 14 phút. Đó. Còn 30 chia 3 thì chúng ta sẽ được 10 giây. Với phép tính này chúng ta không cần phải đổi đơn vị nữa. Ở phép tính thứ hai, cô có 7 giờ 40 phút chia cho 4. Thì quan sát thấy rằng nếu như cô lấy luôn số 7 này, cô chia cho 4 và lấy 40 chia 4 ý, thì chỉ có 40 là chia hết cho 4, trong khi số 7 thì không chia hết cho 4. Vậy đây chính là ví dụ mà giúp chúng ta hiểu rằng khi nào chúng ta cần đổi đơn vị đo thời gian. Ở đây 7 không chia hết cho 4, vậy cô sẽ đổi toàn bộ số đo thời gian này sang đơn vị là phút đi. 7 giờ là chúng ta sẽ được bao nhiêu phút đấy ạ? 1 giờ là 60 phút, vậy 7 giờ sẽ là 420 phút. 420 phút cộng với 40 phút thì cô được 460 phút. 460 phút và chia cho 4
chúng ta sẽ thu được kết quả là bao nhiêu đây ạ? 4 chia 4 được 1, 6 chia 4 được 1 dư 2, được không? 20 chia 4 bằng 5, bằng 115 phút. Đến đây ấy, một là các con có thể để nguyên đơn vị là phút, hai là chúng mình nhận xét thấy 115 phút lớn hơn 60 phút thì mình có thể đổi nó ra giờ, đúng không? Vậy 115 phút nếu cô đổi ra giờ á thì cô sẽ chia 115 cho 60, tức là cô được 1 giờ. Và dư ra 55. Kết quả của chúng mình thu được là 1 giờ 55 phút. Vậy qua những phần mà cô đã hướng dẫn thì chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập những bài tập để có thể làm rõ hơn các bước mà chúng ta cần thực hiện khi nhân hay chia số đo thời gian với một số. Ở bài tập số 1, chúng ta đang có 6 phép tính ở trên bảng. Các con sẽ lần lượt cùng với cô thực hiện từng phép tính, bao gồm những phép nhân số đo thời gian với một số. Việc tính toán nhiều như này chỉ giúp các con thế nào ạ? Rèn luyện và chúng ta sẽ tự mình phân biệt được rằng khi nào chúng ta cần đổi các đơn vị đo thời gian và khi nào thì không. Ở câu A, các con có 3 giờ 12 phút nhân với 3. Theo đúng quy tắc tính đi, chúng mình sẽ làm nào đây ạ? Chúng ta sẽ nhân từng phần của số đo thời gian với số đó. Tức là ta lấy 3 giờ nhân 3 được 9 giờ. Lấy 12 phút nhân 3 thì được bao nhiêu đây ạ? 36 phút. 36 phút thì không đổi được ra giờ, nên chúng ta sẽ giữ nguyên kết quả này. Câu B, chúng ta thực hiện 4 giờ 23 phút và nhân với 4. Khi đó phép toán của chúng mình sẽ thực hiện như sau. Lấy 4 giờ nhân 4 thì chúng mình sẽ được 16 giờ. Sau đó lấy 23 phút nhân 4 thì cô có 23, tức là 3 nhân 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 2 nhân 4 là 8 và nhớ 1 thì bằng 9. Cô được 16 giờ 92 phút. Chúng mình thấy như thế nào nhỉ? 92 phút này á là nó lớn hơn 60 phút. Bởi vì cứ 60 phút là 1 giờ, lớn hơn 1 giờ thì chúng ta sẽ đổi cái kết quả này sang đơn vị tiếp theo của nó. Đó là mình sẽ đổi thành 92 phút ấy là bằng 1 giờ cộng 32 phút. 1 giờ cộng với 16 giờ là cô sẽ được 17 giờ. 17 giờ và 32 phút. Câu C. Câu C, chúng ta đang có 4,1 giờ nhân 6. Với cái phép tính này thì chúng ta chỉ cần thực hiện theo đúng quy tắc, đó là nhân một số thập phân với một số tự nhiên và đặt đơn vị đo là giờ ở đằng sau kết quả tìm được. Bây giờ các con sẽ cùng thực hiện với cô, lấy 4,1 x 6, cô có 1 x 6 bằng 6, 4 x 6 bằng 24. Có một dấu phẩy ở phần thập phân. Một dấu phẩy ngăn cách một chữ số ở phần thập phân. Vậy chúng ta đặt dấu phẩy vào ngăn cách một chữ số ở phần thập phân, đúng không ạ? Chúng mình sẽ thu được là 24,6 giờ. 24,6 giờ này các con có thể đổi sang đơn vị là giờ và phút, cũng có thể giữ nguyên về kết quả. Chúng ta tiếp tục thực hiện các câu D, E và F. Cô thực hiện câu D. 3,4 phút nhân với 4 bằng
4 nhân 4 16, viết 6 và nhớ 1. 3 nhân 4 là 12, nhớ 1 bằng 13. 13,6 gì đây ạ? Phút. Câu E. 12 phút 25 giây và nhân với 5. Bằng 12 phút nhân với 5, cô sẽ được 2 nhân 5 là 10, viết 0 nhớ 1. 1 nhân 5 là 5 và nhớ 1 thì bằng 60 phút 25 giây mà nhân với 5 thì cô sẽ được như sau này, 5 nhân 5 là 25, viết 5 và nhớ 2. 2 nhân 5 là 10, nhớ 2 là 12. 125 giây. Chúng ta có thể đổi đơn vị của phép tính này như sau. Đây các bạn sẽ đổi như thế này. 125 giây chia cho 60 thì sẽ được 2 và dư 5. Vậy 125 giây chính là 2 phút và 5 giây. 2 phút đó cô cộng với 60 phút ở đây thì cô sẽ được là 62 phút và 5 giây. Câu F. 9,5 giây nhân 3. 5 nhân 3 15, viết 5 và nhớ 1. 9 x 3 27, nhớ 1 là 28. 28,5 giây. Các bạn có thể đổi nó thành bao nhiêu đây ạ? À, 28,5 giây á thì chúng mình có thể đổi cái 0,5 này không? Giây là một cái đơn vị đo nhỏ nhất rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái kết quả là 28,5 giây mà không cần phải đổi đơn vị đo này nữa. Bài tập số 2, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một số phép chia số đo thời gian ở trên bảng. Cô có ở câu A là 24 phút 12 giây và chia cho 4. Chúng ta sẽ thực hiện là lấy từng phần của số đo thời gian chia cho 4. Như vậy là cô cần lấy 24 chia 4 và 12 chia 4. Được không ạ? 24 chia 4 thì mình sẽ được là 6 phút. 12 chia 4 được 3 giây. Câu B. Câu B cô có 35 giờ 40 phút chia cho 5. Giờ chia hết cho 5 và 40 phút cũng chia cho 5. Vậy với cái đơn vị đo này thì chúng ta sẽ không cần đổi. Cô lấy 35 chia 5 được 7 giờ. 40 phút chia 5 thì được 8 phút. C. 10 giờ. 48 phút chia cho 9. Chúng ta có thể đổi 10 giờ 48 phút ra số thập phân rồi chia cho 9. Cũng có thể đổi toàn bộ cái đơn vị này sang phần phút để chia cho 9. Đúng không nào? Bây giờ cô sẽ thực hiện là đổi toàn bộ cái phần này sang đơn vị là số thập phân. Sau đó cô chia cho 9. Thì số thập phân này tức là cô sẽ đổi 48 phút này về phần phần giờ, đúng không ạ? 48 thì các bạn lưu ý rằng 48 mà muốn đổi ra giờ thì chúng ta sẽ được 48 phần 60. 48 phần 60 thì các con có thể cùng chia cả tử số và mẫu số cho 12, tức là được 4 phần mấy đây ạ? 4 phần 5.
Đúng không ạ? 4 phần 5 thì lại bằng 0,8. Được chưa? Vậy 0,8 cộng với 10 thì chúng ta sẽ được là 10,8 giờ và chia cho 9. Lúc này cô sẽ thực hiện phép chia số thập phân là 10,8 cho 9. Lấy 10 chia 9 được 1, dư 1. Hạ 8 xuống đây. 8 ở phần thập phân ta hạ xuống thì ta phải đánh dấu phẩy vào thương nhận được, đúng không? 18 chia 9 được 2. 2 nhân 9 là 18, vậy là dư ra 0, đúng không? Rồi, ok. Đây là một phép chia hết. Cô sẽ được là 1,2 giờ. Đó là một cách đổi. Cách đổi khác á, thì các con có thể đổi từ giờ sang phút. 1 giờ thì bằng 60 phút nên 10 giờ sẽ bằng 600 phút. 600 phút và chúng ta cộng với 48 là 648. Khi các bạn lấy 648 các bạn chia cho 9 thì sẽ ra đơn vị là phút. Và đơn vị là phút đó thì một là các con sẽ để nguyên đơn vị phút, hai là chúng mình có thể đổi ra giờ như này nhé. Ở câu D. Câu D cô có 18,6 phút. 18,6 phút chúng ta chia cho 6. Lấy số thập phân là 18,6. Chia cho 6. Cô được 18 chia 6 là 3. Đúng không ạ? Không. Cô hạ 6 xuống. 6 ở phần thập phân nên khi chia thì chúng ta nhớ cho một dấu phẩy vào thương. 6 chia 6 thì được 1. Vậy là cô được 3,1 phút cho phép tính của câu D. Bài tập số 3 là một bài so sánh. Vậy để so sánh được những số đo thời gian thì điều quan trọng là chúng ta sẽ phải đổi chúng về cùng một đơn vị đo. Ví dụ ở cùng giờ, cùng phút, cùng giây hoặc cùng ngày, cùng tháng thì chúng ta mới có thể so sánh được rằng đơn vị nào lớn hơn và đơn vị nào nhỏ hơn. Trong câu A chúng ta đang có 240 phút và bên này là 3 giờ cộng 2 giờ 30 phút. 240 phút thì nó sẽ tương ứng với là 4 giờ, đúng không ạ? Thế còn 3 giờ cộng 2 giờ 30 phút thì nó chính là 5 giờ 30 phút. 4 giờ mà so sánh với 5 giờ 30 phút thì một điều chắc chắn là các con sẽ phải điền dấu nhỏ hơn vào ô trống cho cô, đúng không nhỉ? Giờ chúng ta sẽ có 1 tuần 1 ngày và 6 ngày 120 giờ. Thế bạn thấy 1 tuần 1 ngày ấy thì nó chính là 7 ngày cộng với 1 ngày. À vậy là cô viết luôn thành 8 ngày nhá. 8 ngày. 6 ngày cộng với 120 giờ thì chúng mình biết rằng cứ một ngày sẽ là 24 giờ, đúng không? Vậy thì 120 giờ này chúng ta sẽ đổi ra ngày bằng cách lấy 120 và chia cho 24. 120 mà chia 24 thì cô sẽ nhẩm 12 chia 2 được 6, nhưng do khi 6 nhân 4 là chúng ta sẽ phải có nhớ. Vậy cô sẽ lấy số 5 là ở thương. 5 nhân 4 là 20, cô viết 0 nhớ 2. 5 nhân 2 là 10. Nhớ 2 là 12. Đúng không? Vậy là cô có 120 giờ là bằng 5 ngày. 5 ngày mà cộng với 6 ngày thì được 11 ngày. Đó. 8 ngày mà so sánh với 11 ngày thì chúng ta sẽ điền dấu nhỏ hơn vào ô trống. Cái bài toán này dễ gây nhầm lẫn cho các con ở việc như sau. Đó là các bạn sẽ thấy rằng một tuần thì có 7 ngày và bên này có 6 ngày thì chúng ta dễ hiểu nhầm rằng mình sẽ điền luôn dấu lớn hơn vào trong ô trống. Nhưng các bạn thấy là sau khi cô phân tích và cô đổi đơn vị đo để về cùng một loại đại lượng thì việc 6 ngày 120 giờ đã trở thành một con số lớn hơn một tuần và một ngày, đúng không nào? Ở câu C nhá. Cô có 12 giờ 30 phút và bên này là 37 giờ trừ đi 25 giờ 30 phút.
12 giờ 30 phút ok rồi, ta sẽ giữ nguyên cái vấn đề đó nhá. Bây giờ cô sẽ đổi 37 giờ này chính là 36 giờ 60 phút. Đồng ý không ạ? 36 giờ 60 phút và cô phải trừ đi 25 giờ 30 phút. Khi trừ hai số đo đơn vị số đo thời gian thì chúng ta sẽ trừ từng phần của chúng với nhau. Tức là lấy phần giờ trừ phần giờ và phần phút trừ phần phút. 60 trừ 30 thì cô sẽ được 30 phút. Và 36 trừ 25 thì cô sẽ được là 11 giờ. 11 giờ 30 phút, cô điền đáp số cho cái phần này vào đây là 11 giờ 30 phút. Vậy chúng ta quan sát thấy rằng là trong câu C thì đã xuất hiện một dấu lớn hơn. Bởi vì sao ạ? 12 giờ 30 phút sẽ lớn hơn 11 giờ 30 phút. Cô điền dấu lớn hơn vào ô trống. Bây giờ chúng ta có 1 tháng và 33 ngày. Thì các bạn nhận thấy là 1 tháng ấy tối đa sẽ có 31 ngày bao gồm các tháng là 1, 3, 5, 7, 8, 10 và 12 đúng không ạ? Thế còn những tháng còn lại sẽ là những tháng có 30 ngày. Và điều đặc biệt là trong năm thì sẽ có tháng 2 là tháng có 28 ngày đối với năm thường và sẽ có 29 ngày đối với năm nhuận. Vậy trong tất cả các số đo về tháng đúng không? Số đo thời gian về tháng thì không có một tháng nào có số đo vượt quá 31 ngày cả. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ có một tháng sẽ nhỏ hơn 33 ngày. Bài số 4, một chiếc đu quay. Mỗi vòng thì sẽ hết 1 phút và 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi rằng bé Lan đã ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu? Các bạn thấy rằng ở cái dữ kiện bài toán này thì sao nhỉ? Chúng ta đã có thời gian cho một vòng. Và nếu muốn tính thời gian cho 3 vòng thì chúng ta sẽ lấy thời gian của một vòng và ta nhân với 3, đúng không nào? Nó cũng tương ứng với việc là 3 vòng đó chính là cái thời gian mà bé Lan đã ngồi trên đu quay. Vậy ở bài toán này cô thực hiện một lời giải thôi. Bé Lan ngồi trên đu quay trong khoảng thời gian là lấy 1 phút 25 giây nhân với 3. 1 nhân 3 chính là 3 phút. 25 nhân 3 ta được 75 giây. Và chúng ta sẽ đổi đơn vị này thành 4 phút 15 giây. Và từ đó thì chúng ta sẽ đáp số là 4 phút 15 giây. Bài tập số 5. Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình, người đó làm một dụng cụ thì sẽ hết bao nhiêu thời gian? Chúng ta sẽ phải tính xem khoảng thời gian để làm 3 dụng cụ là bao lâu. Bởi vì thời điểm xuất phát là 7 giờ 30 phút và kết thúc nó là 12 giờ. Như vậy để tính khoảng thời gian thì chúng ta sẽ lấy cái thời điểm kết thúc trừ đi thời điểm xuất phát. Tức là lấy 12 giờ trừ 7 giờ 30 phút. Nhưng đó là một khoảng thời gian để làm cho 3 sản phẩm. Vậy thì chúng ta sẽ lấy khoảng thời gian làm 3 sản phẩm đó, chia cho 3 là sẽ ra được thời gian trung bình để hoàn thành mỗi sản phẩm. Cô sẽ phải thực hiện bài toán này với 2 lời giải. Lời giải thứ nhất đó là người thợ hoàn thành 3 dụng cụ
trong khoảng thời gian. Lấy 12 giờ trừ đi 7 giờ 30 phút. Chúng ta có thể đổi 12 giờ là 11 giờ 60 phút. 11 trừ đi 7, cô được 4 giờ 60 phút trừ 30 phút được 30 phút. Đây là thời gian để làm ba dụng cụ ạ. Vậy chúng ta cần tính thêm. Người đó là một dụng cụ. Trung bình người đó là một dụng cụ. Hết số thời gian là 4 giờ 30 phút. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính này chia cho 3. Mình nhận thấy sao nhỉ? À, 4 giờ 30 phút thì 4 không chia được cho 3. Vậy cô sẽ đổi 4 giờ 30 phút thành 3 giờ và 90 phút. Được không ạ? 3 mà chia 3 thì được 1 giờ. 90 phút chia 3 được 30 phút. Các bạn lưu ý tại sao 4 giờ 30 phút lại đổi thành 3 giờ 90 phút nhé. 4 giờ này thì bằng 3 giờ cộng với 1 giờ. Phải không ạ? 3 giờ là cô giữ nguyên, còn 1 giờ cô đổi ra 60 phút. 60 phút đó cộng với 30 phút này thì chính là 90 phút. Sau đó thì cô sẽ thực hiện phép chia và được kết quả là 1 giờ 30 phút. Cô đáp số cho bài toán. Bài của cô sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở bài học sau.